Đoàn sẽ đi thăm sông Hằng. Con sông Hằng dài 2.500 m, chảy từ núi Himalaya, chảy qua đất nước Bangladesh, đổ vào vịnh Bengal. Đây là dòng sông linh thiêng nhất của Ấn Độ. Tất cả những người hành hương về thành phố Balanai để tắm trong dòng sông Hằng. Người ta quan niệm rằng tắm trong dòng sông Hằng, tắm trong sông Hằng để rửa sạch tội lỗi, và người ta được chết trên sông Hằng để về với Thượng Đế. Đây rất là đông những người hành hương từ khắp mọi nơi trên Ấn Độ đổ về đây. Đây là cây nim dùng để trà răng. Người phụ nữ của Ấn Độ thì mặc những bộ sari rất đẹp. Đấy, họ bán những cái vòng hoa như thế này để vào dâng trong đền đấy. Đây, vào dâng trong đền. Thành phố Bala này là thành phố cổ có dân cư sống liên tục lâu đời nhất trên thế giới. Đất thành phố này có số dân 1,2 triệu dân. Ở bên này có một cái ngôi đền nơi thờ của những vị thần Hindu. Những người già, những người hành hương về đây, người ta không có nhà và không có tiền thì người ta sẽ ngủ ngoài lề đường như thế này. Bên kia rất là nhiều người ngủ ngoài đường đấy. Đấy, bên kia có rất... Vẽ cái đầu là những người như nào? Vẽ đầu á? À đúng rồi, là những người mà người ta theo đạo Hindu ấy, người ta những cái vị thầy mà thầy tu ấy, người ta làm lễ đấy, làm lễ người ta nhuộm lên để pháp sư nhuộm lên để cho nó may mắn ấy. Đó. Đây là ngôi đền của người Hindu.
Dạ. Ờ, vâng. Người ta bán hàng, cửa hàng người ta bán dọc đây, đây còn ít đấy. Vào mùa lễ hội đông lắm. Vào mùa lễ hội thì bây giờ là mở kín luôn dọc người hai bên này, đi khiếp rồi, đi không biết là lạc luôn. Đây là cái nêm để trà răng đây này. Đấy, cái nêm để trà răng. Đây đây. Người ta bán từng khúc này, trà răng. Không phải đen mà làm sạch răng ấy, cái này có cái chất để chống sâu răng. Đấy. Người ta có làm cái kem đánh răng mà. Chị à? Cùng em nhiều năng lượng à? Hẳn hết cả cổ ấy. Lâu ngày cái mic rè. Người ta đi hành hương mà, những người này là hành hương từ khắp Ấn Độ về mà. Họ phải tận dụng thời gian chứ chị ạ. Nơi chính hả? Hả? Tất cả người dân Ấn Độ đều về đều là chỗ này là chỗ chính đấy. Những người vô gia cư với những người đi ăn xin ở đây. Cúi xuống. Đây thì mình đã đến cái dòng sông Hằng. Nơi đây là linh thiêng nhất đối với người dân Ấn Độ. Người ta đến đây để ngâm mình giữa dòng sông Hằng để nhận được sự cứu rỗi của vị thần Ganga. Đây tất cả những người dân Ấn Độ về đây này. Ha ha.